con đường ăn cướp của quan, chấn lột dân giao cho BOT, BOT lại quả đậm cho lãnh đạo. Vào ngày 20 tháng 3, tờ báo Việt Nam Express cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chính phủ bố trí 10.650 tỷ đồng hỗ trợ 8 dự án BOT gặp khó khăn. Tiền ngân sách là tiền thuế của dân, như vậy Bộ Giao thông Vận tải làm chính sách theo kiểu ăn cướp, lấy tiền của dân trao cho các nhà đầu tư BOT. Doanh nghiệp tư nhân làm ăn lãi lỗ phải tự chịu, tại sao lại có chuyện nhà nước bắt dân phải bù lỗ? Vậy thì khi các doanh nghiệp BOT làm ăn có lời, họ có chia tiền lời đó cho dân hay không? Mà khi họ chịu thua lỗ thì nhà nước lại bắt dân phải bù lỗ cho họ. Bộ Giao thông Vận tải ra chính sách chấn lột dân. Đây là cách làm chính sách cướp tiền của dân một cách trắng trợn. Tại sao Bộ Giao thông Vận tải lại dám trắng trợn đến như vậy? Điều này cho thấy Đảng Cộng sản đang ngày một loạn hơn. Giờ đây họ không cần giữ hình ảnh trước dân nữa, mà mạnh ai nấy vơ vét thật nhiều. Họ đã không còn e ngại về sự phản ứng của người dân. Vì sao lại như thế? Tháng trước, luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết trên Facebook Phương Ngô, người từng nhiệt tình đấu tranh chống bốt bẩn, đã bị chính quyền Đảng Cộng sản phong sát và hiện nay cô bị buộc phải ẩn danh hoàn toàn trên mạng xã hội. Xem như những tiếng nói cuối cùng phản đối bốt bẩn không thể cất lên được. Xem như ý đồ diệt sạch tiếng nói phản đối của người dân đã thành công, và đó là một trong những lý do khiến Bộ Giao thông Vận tải không cần e dè gì nữa mà trắng trợn làm chính sách cướp tiền của dân giao cho bốt bẩn. Với dự án bốt bẩn trước đây, họ trực tiếp lùa dân để mà chấn lột, nhưng đã bị phản đối quyết liệt. Nay họ nghĩ ra cách cao tay hơn, đó là thông qua chính sách của nhà nước để tước lấy tiền thuế của dân rồi giao cho bốt. Với một quốc hội của dân, dù một chính sách sai trái có chỉnh lên chính phủ, nhưng với vai trò giám sát, quốc hội có thể ngăn cản. Tuy nhiên, quốc hội Việt Nam có đến hơn 95% là đảng viên Đảng Cộng sản, trong đó không ít người đang hưởng lợi từ bốt. Trong vai trò đại biểu của dân, nhưng họ không hề là đại diện cho nguyện vọng của dân. Vì vậy, người dân không có cách nào khác để ngăn chặn được những chính sách chấn lột dân đến như thế. Thật ra, những doanh nghiệp đầu tư bốt hầu hết là doanh nghiệp sân sau của các quan chức cấp cao. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi quan chức làm ra chính sách cướp tiền của dân để trao cho các chủ bốt, rồi từ đó nhận hoa hồng lãi quả từ các chủ bốt. Mọi chính sách để cướp tiền của dân trong mọi lĩnh vực đều cùng một đích như thế. Ở các nước khác, quốc lộ là những con đường mà nhà nước phải xây dựng và người dân được sử dụng miễn phí. Chỉ có đường cao tốc với mục đích phục vụ cho nhu cầu đi lại nhanh chóng hơn thì mới đầu tư theo hình thức bốt có thu phí. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhà nước tự xưng là của dân, do dân và vì dân, lại bán cả đường quốc lộ cho những doanh nghiệp sân sau, chặn dân để thu phí cầu đường bốt. Đấy là một hình thức chấn lột dân. Đã vậy, vì lòng tham không đáy, nhóm lợi ích giao thông còn làm chính sách móc tiền thế của dân để rót vào túi các chủ bốt với mục đích nhận lại tiền ăn chia. Thật chưa có chế độ nào dám cướp trên đầu dân táo tợn đến như thế. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã móc tiền của dân cho bốt hay đưa vào túi của mình đây là câu hỏi đang được đặt ra. Mỗi khi quan chức thực hiện chính sách ăn cướp mà người dân không phản ứng thì sau đó họ sẽ làm những chính sách táo tợn hơn, cướp cho nhiều hơn. Bởi hầu hết các quan chức của Đảng Cộng sản đều là những kẻ có lòng tham không đáy. Trên thượng tầng chỉ lo đấu đá quyết liệt, chẳng mang gì tới trách nhiệm với dân, với nước. Họ ngồi trên những chiếc ghế quyền lực chỉ để vơ vét cho bản thân, chứ không phải để thi thố tài năng phục vụ cho đất nước này. Cứ cướp, cứ chấn lột người dân, nhưng ngoài miệng lại lên giọng đạo lý, rồi tự xem là người có đạo lý, có trách nhiệm. Khi bị khui ra thì người đó phải gánh đấy tai tiếng. Ai chưa bị khui thì đều là cán bộ gương mẫu, là lãnh đạo có năng lực. Đất nước toàn là người vĩ đại lãnh đạo, người kiệt xuất lãnh đạo, nhưng dân thì lại khốn khổ, đất nước ngập trong đói nghèo. Chính vì vậy mà người dân mãi nghèo theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin con đường cướp, chấn lột dân giao cho bốt, bốt lại quả đậm cho lãnh đạo. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Con gái cựu bí thư Quảng Nam đưa tình nhân về nhà. Tình nhân dẫn lối Tô Đại Đến. Mới đây, hàng loạt tờ báo đưa tin một cô gái sống tại chung cư Thảo Điền Mastery ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị bạn trai trộm đồ, tổng giá trị thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Điều đáng nói là hầu hết các tờ báo đều mô tả cô này là con gái cựu bí thư một tỉnh miền Trung mới vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng. Mỗi năm trên địa bàn thành phố có hơn 10 triệu dân này xảy ra biết bao nhiêu vụ mất trộm, nhưng tại sao báo chí lại thi đua nhau đưa tin về cô gái này? Đáng nói là một loạt tờ báo cùng đưa tin với một nội dung giống nhau. Đây là dấu hiệu cho thấy tin tức được tung tin theo chỉ đạo. Nếu chỉ một vụ trộm thông thường thì chỉ một vài tờ báo khai thác, chứ không có chuyện hàng loạt tờ báo đồng loạt đăng tin như thế. Cựu bí thư tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường. Với thông tin cô X là người bị tình nhân cũng mất 2 tỷ, là con của một cựu bí thư tỉnh miền Trung vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng. Chỉ cần gõ vào Google là sẽ biết vị trí đó là ai. Trong vòng vài tháng trở lại đây, chỉ có ông Phan Việt Cường, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, xin nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trước đó, trong thông cáo kỳ họp 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, do ông Trần Cẩm Tú chủ trì diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2024. Ông Tú đã đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh này nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2021-2026. Trong đó, ông Phan Việt Cường là bí thư, người đứng đầu Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ năm 2020-2025, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, là người đứng đầu Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn một tháng sau, cụ thể vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, ông Phan Việt Cường viết đơn xin thôi việc và được Bộ Chính trị đồng ý. Trong đơn, ông Cường trình bày, đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 tôi đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng sau khi được Bộ Chính trị chấp nhận, tôi sẽ chính thức nghỉ không điều hành công việc từ 1 tháng 1 năm 2024. Đây được xem là cách tự nhận hình phạt trước khi ông Nguyễn Phú Trọng xuống tay. Nói nôm na là rút chạy trước để mà tránh bị tóm. Hiện nay, Bộ Công an đã bị ông Tô Lâm điều khiển, và ông Tô Lâm thì đang làm phản, không còn làm theo những thông lệ ông Nguyễn Phú Trọng đã lập ra trước đây. Ngày trước, muốn bắt cán bộ lãnh đạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải ra kỷ luật, cách chức và khai trừ khỏi đảng trước, rồi mới đến lượt Tô Lâm cho bắt người. Còn giờ đây, Tô Lâm cho bắt người ngay khi còn đương chức mà chẳng cần chờ Trần Cẩm Tú. Như vậy, cho dù ông Phan Việt Cường có được ông Tổng tha tội, mong Tô Lâm không tha thì cũng phải chịu tội. Con gái cựu bí thư Phan Việt Cường sao lại có lắm tiền đến như thế? Từ bây giờ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Bộ Công an không còn sự phối hợp nhịp nhàng, kẻ trước người sau nữa, mà là mạnh ai nấy làm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn Bộ Công an thì theo lệnh của Tô Lâm. Cho nên rất có thể người được ông Tổng tha, nếu điều đó phục vụ cho mưu của Tô Lâm thì ông sẽ tóm gọn. Rất có thể anh tình nhân của con gái cựu bí thư Quảng Nam đã vô tình tạo cơ hội để công an có thể phơi bày sự giàu có của cô gái này trước mắt dân chúng. Đó là căn hộ triệu đô ở Thảo Điền Mastery, là đồng hồ Rolex trị giá hơn 1 tỷ đồng và nhiều chai rượu ngoại rất đắt tiền. Vậy câu hỏi là tiền ở đâu mà cô gái này có nhiều đến thế, hay là tiền của bố cô? Từ thông tin này, nhân vật Phan Việt Cường nổi lên trước dư luận và khối tài sản lớn của ông cũng hiện ra. Phải chăng đây là cách mà Bộ Công an tạo dư luận về một ông quan tham nhũng để rồi công an thực hiện bước tiếp theo? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin con gái cựu bí thư Quảng Nam đưa tình nhân về nhà, tình nhân dẫn lối Tô Đại Đến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de